Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki mình. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki mình. Và ngày hôm nay thì mình lại ghé qua server Thái Lan chơi, vì server này họ đang ra mắt một số những cái đồ mới khá xịn so con bò. Ok con dê, thì ở bên server Thái Lan này ấy, thì họ vẫn đang có mấy cái sự kiện kiểu như là lễ Songkran ấy, free 24 đồ thì hôm trước mình có giới thiệu cho anh em rồi, rất là ngon. Ngoài ra thì họ vẫn đang chạy nốt cái sự kiện BTS cộng thêm với một số sự kiện linh tinh nho nhỏ khác. Đấy, hôm nay thì bên này họ sẽ có cái này họ vẫn tặng 14 con nhân vật này. Cái này hình như ở bên server Việt Nam ta không tặng nữa, nhưng ở một số các server nước ngoài khác thì họ vẫn tiếp tục tặng mấy cái con nhân vật này. Chả hiểu sao ở trên các cái banner thì Chrono luôn bị che mặt đấy anh em ạ. Hay là có biến gì sắp xảy ra hay chăng? Ok, đùa một chút như vậy thôi. Thì đây là cái vòng quay mới này, Shinobi Ablaze, bộ đồ đây sẽ có tên là Chiêu Linh Rực Cháy nha anh em nhé. Đấy, Chiêu Linh Rực Cháy, và đây là vòng quay 999 kim cương. Thì nó có hai ô, bộ đồ là 999, bộ đồ là 99 kim cương. À, quay thử nào. 179 kim cương quay được 10 lần. Đấy, tích cực quay tay vận may sẽ tới, nhưng mà vận may chưa thấy đâu anh em ạ. Ui, toàn ra mấy cái đồ linh tinh. Đấy, toàn ra luôn bộ đồ xem nào. Ui, toàn ra mấy hòm súng. Vâng, Sơ Ca Thủy Thần à. Sơ Ca Thủy Thần anh em ạ. Ở đây nó sẽ có hai cái đồ mới, một là cái bom keo Lily rực cháy, hai là cái bộ đồ Chiêu Linh. Đấy, Chiêu Linh rực cháy, cái gì cũng rực cháy luôn. Mà bộ đồ này thì nó gọi là phong cách quỷ kiếm dạ xoa kiểu mới. Đấy, bên nước ngoài nói như vậy. Đấy, nhưng mà thật ra thì tôi nghĩ nó là bộ đồ riêng. Chúng là 99 kim cương này tươi. Đấy, chúng là 99 kim cương này tươi 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 thật tươi thật. Nào quay tiếp rồi anh em. Đấy, ui xồi ra cái gì. Ôi đó, sao cái sai hòm súng này nhỉ? Hơi khó chịu đấy. Và ra quả hơi nhiều hòm súng đấy. Hơi khó chịu đấy. Ôi kìa, liên tục ra cái hòm súng ấy. Chai hòm súng là cái lởm nhất rồi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hành động cộng thêm với một cái hành động này, một cái bom keo cộng thêm với một cái bộ đồ đấy, hoặc là 999 kim cương. Ngày xưa ở bên server Thái Lan này tôi đã từng quay được một lần được 999 kim cương rồi, nên tôi rất tin vào cái vụ quay được kim cương bên này. Lại trúng 99 kim cương tiếp này anh em. Ảo thật đấy. Và lại trúng 99 kim cương kìa. Ảo tôi mới cả chào anh em ạ. Và thế là cứ trúng 99 kim cương liên tục à. Đấy, ôi lại trúng 99 kim cương này. Đây tôi tắt bớt animation đi. Vâng, à kia là khẩu bóng ma sát thủ. Vâng, Sơ Ca bóng ma sát thủ, không phải khẩu thủy thần. Đấy, ui giời, lại trúng 99 kim cương này. Trúng được hai phát luôn. Vâng, quay còn lãi kim cương. Phong quay trúng 99 kim cương liên tục à. Vâng, quay vui nhỉ. Bên này vui tính nhỉ. Và vòng quay này vui tính anh em ạ. Và chúng lại chúng chỉ đi kim cương thôi. Và vòng quay là vui tính của nó đấy. Và hết chúng rồi. Và ở đây ra là quả bom keo rồi. Và ra là quả bom keo Burning Lily rồi, cộng thêm với cả cái hành động nữa. Ok, ôi là vòng quay vàng này, vòng quay kim cương này thì ăn thua gì nào. Đấy, lại chúng chỉ đi kim cương. Và quả vòng quay bên này tếu thật sự ạ. Và liên tục chúng chỉ đi kim cương, lại chúng chỉ đi kim cương này. Đấy, mượt cứ trúng được 10 phát 99 kim cương nó vẻ tươi không. Nhưng mà hình như nó chỉ cho mình ăn một phát thôi anh em ạ. À đây thôi, bộ đồ ấy thôi anh em. Ôi xù ôi, một phát ra bộ đồ luôn. À, như vậy để quay bộ đồ này mất 1500 kim cương, được một bộ đồ, một bom keo, một hành động. Đấy, cộng thêm với là một ít 99 kim cương thì nó bù vào cái phần mà chúng ta phải quay. Nói chung là vòng quay kiểu này cũng hay. Nói chung là kích thích người ta chơi cái này nhiều hơn. Đấy, kích thích chúng ta chơi cái này nhiều hơn, tôi thấy nó cũng được. Đấy, tôi thấy là nó cũng lại là hay đấy anh em ạ. Và cũng lại là hay đấy, quy đổi được mấy cái đồ, quay đủ 50 lần thì đổi mấy cái đồ linh tinh. Đấy, nói chung là được. Vòng quay này tôi đánh giá nó cho 10 điểm. Đấy, cho hẳn 11 điểm cho nó tiến bộ. Đấy, cho hẳn 11 điểm, vui là phết đấy. Kiểu cứ quay 99 kim cương của mình cũng đã thấy vui vui rồi. Đấy, cũng chưa cần biết là kim cương này có xịn hay không. Kim cương đấy nó có bù được cái phần mà mình tiêu hay không. Nhưng mà nói chung là được. Đấy, thêm quả hành động nữa. Hành động quẩy nóng. Đấy, ok, bộ đồ đâu nhỉ? Đây là bộ đồ này có tên là Chiêu Linh Rực Cháy nha anh em nhá. Đẹp không anh em? Bộ đồ này nó sẽ có hai hiệu ứng, một hiệu ứng ở tay, một hiệu ứng ở trên tóc. Thì hiệu ứng ở tay ấy thì nó sẽ, và hiệu ứng trên tóc ấy nó sẽ tạo ra, nó sẽ chạy khi mà chúng ta có cái khi mà chúng ta giao tranh. Đấy, khi mà chúng ta giao tranh thì chúng ta sẽ có cái hiệu ứng này. Đấy, rất đẹp. Ôi chết, nhầm rồi.
Nhầm. Đấy, tóc như kiểu quỷ kiếm dạ xoa. Thì cái bộ này nó trông nó lại hơi giống cái bộ kiếm sĩ trung tình. Đấy, sửa lại một chút. Đấy, trông nói chung là đợt này bên Ghana Free Fire hay ra mấy cái đồ này, trông nó cứ ảo ảo, trông nó cứ na ná nhau ấy. Đợt này có nhiều đồ na ná nhau. Đấy, sinh ra từ tự nhiên. Đấy, chiêu linh rực cháy, hiệu ứng đặc biệt khi giao tranh. Tức là khi bắn nhau ấy thì cái mặt nạ mà bay bay trên đầu ấy, đấy, nó sẽ tạo ra một cái cuồng lửa như thế này. Đấy, chất không anh em? Thì cái áo nó cũng có cái hiệu ứng đấy. Đấy, cái bộ này là cái bộ một trong bộ hiếm hoi mà cả áo cả mũ nó đều có hiệu ứng. Đấy, không biết là bộ này về Việt Nam anh em có thích hay không. Tôi thấy là cũng đẹp. Đấy, nhưng mà chắc là nhiều anh em thì sẽ, bây giờ nhiều anh em nhiều đồ quá rồi. Đấy, khi mà chúng ta bắn ấy thì nó sẽ có cái hiệu ứng lửa và ở trên đầu. Đấy, đẹp không? Đấy, hiệu ứng lửa nó bao quanh đầu cộng thêm hiệu ứng lửa cánh tay khi mà chúng ta giao tranh. Đấy, còn khi mà chúng ta không giao tranh thì nó có cái nịt thôi. Đấy, khi không giao tranh thì nó không có cái đấy, nó không có hiệu ứng gì cả. À, đẹp thật sự ấy, tươi thật sự ấy, anh em ạ. Và bộ này đẹp. Bộ này tôi đánh giá đẹp, có quả dày trông hết nước trầm luôn. Quả dày mà có ngoài đời nhỉ. Đấy, quả dày mà có ngoài đời thì đỉnh của chóp, chọc của đính luôn anh em ạ. Và chiêu linh rực cháy sinh ra từ tự nhiên, hiệu ứng đặc biệt trong khi giao tranh. À, ngon ngay anh em ạ. Và hiệu ứng đặc biệt ngon ngay. Tươi rồi. Đấy, đây là cái giày chiêu linh rực cháy này, đẹp chưa? Sinh ra từ tự nhiên. Quá đẹp luôn, quá đẹp cho đội bán pẹp. Ok, chúng ta sẽ đến với cái bom keo nữa. Chúng ta còn cái bom keo Lily rực cháy nữa. Nó có bom keo đâu nhỉ? Đấy, có bom keo đâu? Đây, bom keo. Đấy, bom keo Lily rực cháy. Thì bom keo này nó sẽ có cái lửa nó phịt ra từ hai cái hàm răng. Đấy, trong này lúc đầu tôi lại tưởng cái quạt, nhưng mà xong rồi tôi để nghĩ nó là hình mặt một con quỷ. Đấy, hình mặt một con quỷ hay một con sư tử hay một con gì đấy, và nó có lửa bao quanh ở bên trước mặt. Đấy, và trên đầu, trên trán của nó thì có cái hiệu ứng như kiểu gia tộc Uchiha anh em ạ. Ok, và đùa một chút thôi. Thì hiện tại đang có một cái khuyến mãi ở trên Riaki Store, shop hợp tác với Riaki mình. Đấy, shop này shop bán tai nghe anh em nhá. Và khi mà anh em mua một tai nghe bất kỳ thì anh em sẽ được tặng một mini figure, số lượng có hạn. Đấy, khi mà anh em mua, nói chung là mua tai nghe nào cũng được. Đấy, số lượng có hạn, mua một tặng một. Đấy, mua một tai nghe tặng ngay một con mô hình mini. Anh em nhanh tay kiểu hết. Đấy, nhanh tay kiểu hết khuyến mại nha anh em. Ok, rất xịn sò con bò và xịn bò con sò. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào trong game để mình test cho anh em đó là cái bộ đồ này nha. Đấy, chúng ta sẽ vào trong game, chúng ta test bộ đồ này xem hiệu ứng nó ra gì không. Đấy, được chưa anh em? Trông đẹp và phết đấy. Vào trong game nhìn trông cái màu sắc của bộ ấy hơi đẹp. Đấy, nhưng mà cái bộ này nó lại có một vấn đề. Đấy là cái vạt áo lại bị cái chân xuyên qua. Tôi không thích cái kiểu vạt áo bị chân xuyên qua như này. Người ta họ làm với cả cái tóc này nhìn nó hơi bị cứng. Đấy, anh em nhìn cái tóc nó trông hơi bị giả chân không? Đấy, nhìn tóc hơi bị giả chân anh em ạ. Được rồi, tháo ra đây, cậu bắn nó kích hoạt kỹ năng nào. Đấy, kích hoạt hiệu ứng này. Ui, lửa bay trên đầu luôn. Đấy, lửa này xịn luôn anh em ạ. Nhưng lửa này không miễn phí nhá anh em nhá. Và lửa này có phí. Ui, làm sao một thằng nữa. Ui xùi. À, ui, có đây. Đấy, có đây, chơi tao. Chơi. Ui, đông thế. Ui ôi, hai bạn thì cân thế nào được. Vâng, hai bạn chịu rồi. Vâng, bạn 4 bắn 1 thì chịu. Đồng đội đâu rồi? Vâng, đồng đội đâu rồi? Ui xùi, đồng đội làm gì đây? Ôi rồi, đồng đội bắn kinh quá nhở. Vâng, MT Ziziki quả vút tâm ghê nhở. Thằng kia ngáo à? Vâng, ngáo đét luôn. Sao lại mình bị cái thằng ngáo như thế nó giết nhở anh em nhở? Sao lại bị cái thằng ngáo đét đè thế nó giết nhở? Ảo thật đấy. Bên này mấy thanh niên bên Thái hay có kiểu bắn giả vờ 1-2 game đầu á, đúng kiểu giả vờ thua 0-3 để gỡ lại 4-3, thề với anh em luôn. Ở bên này gọi là chùm chơi kiểu ấy luôn, chùm chơi kiểu gọi là phong cách chơi giả chân. Và phong cách chơi giả chân anh em ạ, ảo lắm, ảo túc mấy cả chảo luôn. Và ui dồi ôi, càng đét và khét là lẹt là gì mà chúng ta được thấy trong ván thi đấu này. Đấy, căng rồi, đã căng, đã căng anh em ạ. Ok, một pha di chuyển lên đến vị trí của Rika Khịa nào. Đấy, cậu bắn spat 12 chúng mày oảng nha, đây rồi, tôi vừa phát hiện ra. Đấy, chú ý bên trong này là một loại ngụy trang. Đấy, cái bộ này thì nói chung là về Việt Nam tôi nghĩ là bên Ghana bán cũng sẽ rẻ thôi, không phải đắt lắm. Đấy, nói chung là nó bây giờ cũng không có những cái bộ nào mà nó thực sự gọi là quá nổi như ngày xưa cả. Đấy, ui một viên, đấy, hai viên, đấy, thằng này phải bắn đến viên thứ hai. Tưởng bắn một viên chết luôn, hóa ra vẫn để đến viên thứ hai anh em ạ. Đấy, ok, lên thôi. Thằng nào gặp cậu bắn nó tỉa nhất người. À đây rồi, ngày vừa thịt một ông đi mình. Làm sao chạy đâu, chạy đâu kia. Ok, làm sao nhỉ, ui giời. Vâng, sang hồi hiểm mát không bằng mạng la phai phai à. Vãi trường, đấy, chơi server nước ngoài nó thế đấy anh em ạ. Nhiều khi đang bắn như nó cu đơ luôn.
Đấy, đang bắn yên nó cơ đu luôn. Ảo tung hết cả chảo. Mày làm sao? Thua rồi, chấp nhận thua đi các bạn ơi. Cố làm cái gì? Tôi bắn nó kinh lắm. Mình bắn, ai chà, chít tịt à, bắn cậu ấy, xả sát thương luôn. Đấy, chúa tể đám vàng ông hoàng phá giáp luôn. Không cần phải gọi là múa may gì quá nhiều. Đấy, ngon ngay. Đấy, đẹp chưa? Ui, cái bộ đồ này mà đi với cái map này đúng chuẩn luôn anh em ạ. Và bộ đồ này vào cái map này đúng chuẩn luôn, không thể nào mà chê vào đâu được. À, bộ này của tôi vào cái map này phải gọi là đỉnh của chóp của đính. À, đúng đỉnh của chóp của đính luôn anh em. À, ok, lên thôi. Và một pha đẩy lên đến vị trí của Riaki. À, thao qua đây cậu bắn nó nhấc người luôn. Đâu rồi? Thao qua đây cậu tỉa cho thì nó phải gọi là hết nước chấm. À, nó phải gọi là chấm phát hết nước luôn. Đâu rồi? Thao đi qua đây. Không nào đi qua đây à? Buồn đấy nhỉ? Và địch lại đi hướng khác rồi, đây ơi, đây rồi, một thằng, à, một cháu, đấy, ui dồi, ui, quả bóng keo này trông được ấy nhở, và quả bóng keo này trông kinh ấy chứ, bóng keo trông khủng khiếp ấy chứ, đấy, phê đấy, làm sao chạy đâu, sợ, làm sao, ok, thằng này ngáo à, thằng ngáo đét anh em ạ, à, thằng này làm sao, ui, súng bên cùi quá. Súng bên cùi bắn nó không chết anh em ạ. Mày đâu, mày đi đâu rồi? Ấy à, vẫn chạy ạ. À. Thanh niên chạy ảo đấy. Và thanh niên chạy ảo Makara. Bóng kèo nó có hai sừng nhô lên. Nó cao hơn bình thường tí. Hay phết. Đấy, bóng kèo này tếu phết đây các bạn. Và triple kill. À đây rồi. Đây rồi. Ây à. Bắn đồng đội cậu này. Quadra kill dành cho vị trí của chú Ri. Đấy, ngon ngay 3-0. Đấy, nói chung trận này xác định là 4-0. Đấy, trận này xác định là 4-0 luôn. Còn gì nữa, xác định luôn và ngay như thế cho nó nhanh. Đấy, nhanh hồi vuông cho được việc nào. Ok. Đấy, giáp diễn thứ đắp hết lên người đây. Và lên quẩy nó. Đấy, làm ngay của pha mát. Xịn sò luôn. Nào, lên thôi. Nói chung là bộ này mua cũng được. Đấy, về Việt Nam thì tôi cho bộ này gọi là 8 điểm. Đấy, nói chung là cái vòng quay thì đúng là được. Đấy, vòng quay mà kiểu thế. Nhưng mà Việt Nam ít khi ra kiểu vòng quay lắm, tôi thật. Đấy, Việt Nam mình ít khi chơi kiểu vòng quay lắm. Chứ kiểu vòng quay Việt Nam mình kiểu hiếm ra lắm, tôi thấy thật. Đấy, ít khi mà ra được cái kiểu 99 kim cương lắm. Nói chung là nhiều khi nhét kim cương vào mà làm màu thôi. Đấy, còn vẫn này, còn bên này ấy là kim cương nó ra thật. Đấy, không giống như ở bên server mình. Làm sao chạy đâu con sâu này. Một chào ice chà. Nó cắn tôi. Cắn bố. Làm sao? Địch còn hai thằng. Đấy, còn hai thằng. Đấy, ui dồi ôi. Đấy, ao đẩy lên. Nào, một pha đẩy lên đến vị trí Oriaki. Còn hai thằng ạ. Còn hai thằng lại nấp ở đây thẩm với nhau à? Thẩm nhau thì mình qua hỏi thăm thôi. Dù AWM này. AWM cũng phải để tôi bắn AWM. Để tôi bắn AWM nó phải gọi là ngon luôn. Rồi, hai có hai cháu. Ơ có một thằng nó vẫn đang cố chống trả đằng xa đây thôi. Đây rồi, đôi giày. Ui xôi, hủy diệt. Căng luôn, được chưa anh em? Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này. Và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kim Minh, đừng quên để lại cho mình một like và subscribe để đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn lại anh em trong những video lần sau. Bye bye.